em Thảo xin kính chào toàn thể quý chị và quý khách hàng ạ. Chào mừng mọi người đã đến với kênh mua và bán trao đổi ký quý như dòng xe đã qua sử dụng thì của em Thảo nhá. Thì hôm nay em tiếp tục lên sóng giới thiệu cho chị một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi, một mẫu xe bản hatchback một đầu Hyundai i10 bản hatchback một đầu và mang trên mình sơn xi màu bạc. Em mang biển số xe 99A 44969, một mẫu xe mang trên mình sơn xi màu bạc rất là đẹp luôn. Bản đủ thì đã lên xi nhan tích hợp trên gương chỉ điện gương của xe. Đây là răng đúc rất đẹp này. Chiếc xe này đăng kiểm còn rất là dài, đến tận tháng 2 năm 2022 nhá, còn rất là dài luôn. Thì chị nào quan tâm yêu thích cái mẫu xe này thì nhanh tay alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0963 040 922, hoặc anh chị có thể đến trực tiếp cửa hàng em có tại ngã tư phố Lối B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nằm trên trục đường chính hướng đi Lội Xuôi về Hải Phòng ạ. Và anh chị là mới xem video clip của em lần đầu tiên thì hãy ủng hộ em một cách cho em xin lượt đăng ký kênh, like kênh và bật chuông thông báo để có thể thường xuyên cập những video mới nhất về ô tô mà em Thảo luôn hàng ngày nhá. Một mẫu xe Hyundai i10 bản hatchback một đầu thì đăng ký 5 chỗ ngồi, xe thì form dáng rất là rộng nhá, form dáng xe thì cực kỳ là đẹp luôn. Đó, giờ em sẽ tiến phần nội thất cho anh chị xem nhá. Anh chị nhìn ngoại thất thì rất là tươi tắn rồi, ngoại thất cực kỳ là đẹp luôn. Đó, thì em sẽ tiến lên phần nội thất đây. Xe này, bản đồ sẽ tự động chốt cửa. Đó, anh chị nhìn này, nội thất cực kỳ là đẹp và tươi luôn. Trần lý nguyên bản theo xe, chủ xe cũng đã ốp ni lông chống ẩm mốc rồi. Vô lăng ba chấu cực kỳ là chắc chắn này. Còi rất là rõ nhé. Một mẫu xe cực kỳ đẹp, phiên bản số sàn máy xăng, mang khối động cơ là 1.2, táp ly táp lô cực kỳ là đẹp luôn, vô lăng rất là đẹp. Đó, chị tiến đến phần táp ly này, táp ly cánh cửa bên lái này nhá, táp ly cánh cửa bên lái này cực kỳ là chắc chắn và đẹp luôn. Các lúc cánh cửa lên xuống đấy ạ, mọi chức năng hoạt động của xe thì rất là ok luôn. Nội thất thì rất là đẹp ạ. Một mẫu xe cực kỳ là chắc chắn quý vị nhé. Còn đây là phần cốp của chiếc xe Hyundai i10 bản hatchback một đầu nhé. Cốp thì rất là rộng luôn, rộng hơn dòng Morning vì nó form nó rất là rộng. Đây chị, anh chị nhìn đinh bấm của máng nước bên lái này, rồi là phần ốc nóc capo đây, máng nước bên phụ đây ạ. Mọi chức năng của xe hay là mọi chi tiết của xe đều rất là nguyên zin nha chị nhé, cực kỳ là nguyên zin luôn. Một mẫu xe Hyundai i10 bản hatchback một đầu, form dáng xe thì cực kỳ là đẹp nha chị nhé. Một đầu thì đi bao giờ nó cũng rất là dễ, có lùi cái gì thì cũng rất là dễ hơn hai đầu ạ. Đó, táp ni cực kỳ đẹp, bốn táp ni đều như nhau quý vị nhá, bốn táp ni đều như nhau. Một mẫu xe Hyundai i10 bản hatchback màu đồng sản xuất năm 2014, bản đủ thì bên em đang chào bán với một mức giá cực kỳ là hợp lý, 235 triệu đồng cho một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Form giá xe thì cực kỳ đẹp luôn nhá, bản đủ sẽ lên đề lỗ start top rồi, màn hình cam lùi đầy đủ luôn anh chị nhá, cực kỳ là đẹp luôn. Phần táp ni cánh cửa bên phụ đấy, anh chị nhìn bốn cái táp ni đều rất đều nhau luôn, táp ni cực kỳ là đẹp ạ. Bây giờ em sẽ tiến vào bên trong, em sẽ nổ máy lên cho anh chị xem nhá. Em sẽ nổ máy và em thử mọi chức năng của chiếc xe này cho anh chị xem. Đó, anh chị nhìn điều hòa Z, máy nổ cực kỳ là êm. Đây, phần xi nhan này. Đó,
cần gần mưa đấy. Mọi chức năng hoạt động của xe còn hoạt động rất là ok luôn. Kính cửa lên xuống này, rồi là tấm tránh nắng cho cả người lái và cả người ngồi bên cạnh luôn. Một mẫu xe Hyundai i10 bản hatchback màu đồng thì mọi chức năng hoạt động của xe còn hoạt động rất bình thường nhá. Còi thì rất là rõ luôn. Một mẫu xe phiên bản số sàn máy xăng, rất là đẹp nha chị nhá. Thì bây giờ em sẽ tiến ra phần khoang động cơ cho chị xem máy móc của khoang động cơ này, xem nó có loang dầu hay là dỉ dầu hay máy có rung lắc gì không nhá. Dạ vâng, đây là phần khoang động cơ của chiếc xe Hyundai i10 bản sedan, bản hatchback màu đầu quý vị nhá. Em xin lỗi, bản hatchback màu đầu. Với mức giá bên này chào bán là 235 triệu đồng. Anh đây anh chị nhìn được phần máy móc này, rất là khô ráo luôn. Là 2014 rồi nhưng mà máy móc còn rất là khô ráo nhá. Không có dấu hiệu của loang dầu hay dỉ dầu gì cả. Cực kỳ là đẹp luôn. Phần răng trước ạ. Rồi là phần tai đèn bên phụ này. Ốp của lắp cabo này quý vị nhá. Đẹp xuất sắc luôn. Không có một điểm gì để chê cả. Tai đèn bên lái đây. Rồi nó có ốc bản lề này. Đó, cam kết cho chị là máy số nguyên zin luôn, keo chỉ cục kéo nguyên bản, không có một lỗ nhỏ nào luôn đấy chị nhá. Cực kỳ là đẹp luôn ạ. Dạ vâng, và vừa rồi em đã quay chi tiết cho chị một mẫu xe Hyundai i10 bản hatchback màu đồng, sản xuất năm 2014, phiên bản số sàn máy xăng, với mức giá video chào bán là 235 triệu đồng. Giá trên thì em đã bao gồm phí hồ sơ và cũng có hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc gì các bạn. Anh chị là quan tâm yêu thích mẫu xe này thì nhanh tay alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0963 040 922, hoặc anh chị có thể đến trực tiếp cửa hàng em có tại ngã tư phố Lối B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nằm ngay trên trục đường chính hướng từ lộ xuôi về Hải Phòng ạ. Anh chị là mới xem video clip của lần đầu tiên của em thì hãy ủng hộ em cách cho em xin lượt like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ một video nào của em thả mà em đưa lên hàng ngày nhé chị nhé. Dạ vâng, sau đây em xin kết thúc video tại đây ạ. Hẹn gặp lại quý vị và chị ở video tiếp theo mà em đưa video lên ạ. Em Thảo xin kính chào toàn thể quý vị và quý khách hàng ạ.